Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 kết hợp với mưa lớn những ngày gần đây đã làm mố cầu treo trên buôn khóa bắc qua sông Crong Bong, xã Chư Bui, huyện Crong Bong, tỉnh Đắk Lắc bị đổ sập hoàn toàn, làm cô lập 6 thôn của xã Chư Bui với gần 1.200 hộ dân. Để đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh, những ngày này, chính quyền địa phương đã cắt cử người gác trực, nghiêm cấm người dân và học sinh lưu thông qua cầu treo. Riêng học sinh trung học cơ sở của 6 thôn trên đã được nhà trường cho nghỉ học từ ngày 24 tháng 11. Tuy nhiên, điều đáng nói là chính quyền địa phương đã cấm lưu thông để chờ khắc phục, nhưng một bộ phận người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, bắt thang, trèo lên thân cầu để đi lại. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.